Chào cả nhà nhá, chào cả nhà một buổi chiều. Chiều hôm nay mình với chú Hùng đi ra kia dọn ra cổng chợ để làm tí thịt nghé. Vừa chú đi qua cho bà con thịt nghé. Đây cả nhà. Là tiện thể hôm nay mình cho chó đi tắm lại làm ít rau dớn nữa về xào. Ra cấu được lắm ít rau dớn từ lúc xưa rồi, nên nói chuyện nên là chú đi vào cho bà nhìn thấy có thằng thịt nghé nó bán ở đấy. Mình ra đấy mình mua nhá. Mua xong về này, xào với lại rau dớn, cấu thêm biết rau linh tinh ở trên nhà mình nữa. Đây cả nhà. Đây, chia sẻ cả nhà, thịt nghé, xào với lại rau dớn. Đây, cây này hoa của mình đẹp chưa? Buổi chiều ấy. Vừa phơi lúa xong đấy cả nhà. Đóng đồ vào. Nhà này xây sắp xong rồi. Tầm này mà bằng khẩu chỗ này để bắn cái chỗ để phơi quần áo. Bằng khẩu. Bây giờ ở nhà công mình đi ra chợ nhỉ, mua ít thịt nghé về để xào chiến đấu. Chia sẻ cả nhà xem cho vui giải trí. Mình có hôm nay chẳng có ai, buổi chiều này chỉ có mình với chú Hùng này. Tí nữa kiếm được ông bạn nào nữa thì kiếm. Đây cả nhà. Đây là cây chanh. Hai cây, tí nữa phải tưới, tối rồi. Rất là rồng vòi này tưới cả nhà. Đi đâu cũng đi theo cả nhà. Nên đi một bước theo một bước. Đi một theo một bước. Tối nó hôm qua là nó rủ thằng Nu đây, hai người là nó lên nó đái như nó chẳng gì. Nó rủ nhau lên đây nó đái như này bực mẹ, nên là có người đái khét này chỉ là cái thằng Nu mẹ thằng này. Rồi, bây giờ xuống đi ra chợ nhé cả nhà, đi ra chợ là mua thịt trâu. Thịt nghé. Toàn thịt nghé hết à? Nó tùy nó lô về. Đúng rồi, nội tạng của nó đâu à? Không bán nội tạng, không bán nội tạng nghé. Lúc nào ấy lấy kiếm mua cái gì đây? Mai anh lấy đi. Giờ lấy là lấy cả bộ. Bây giờ lấy không có người ăn nó cứ khổ cái mỡ này không có người ăn. Kiếm người ăn mới là cái mệt. Ăn cái gì đây? Đây cà chua. Ui giời ơi, để làm giống nữa cứ ăn thế. Đây là chùm này. Vào bụng không làm giống à? Ừ. À, quên đấy cả nhà, mình mới đầu với Hùng này. Nên đây hái cái rau nạc tiên này nhá. Để xào thịt nghé. Vừa anh em mình ra chợ qua làm ít thịt nghé rồi. Để xào với rau dớn với lại rau nạc tiên. Đấy. Ui giời ơi. Đấy cả nhà, cấu à. Để xào với lại rau dớn với rau nạc tiên này nhá. Ô, giỏi câu, hỏi câu rất là buồn cười. Cái này người ta nạp trần lấy cái lá này được ấy, vợ mình kia hỏi cái này ăn được á, đần thối. Người ta tỉa xong người ta phơi, người ta cùng với cả nước trà mát gan đủ.
Rau nạc tiên. Ông ơi ăn cả cái lá này này, ăn cả cái lá này này. Chứ không phải cứ không cần nguyên ngọn đâu. Cứ cống ngọn là nó đâm nhiều. Và thì tất nhiên rồi, nhưng mà như cả cái lá non bánh tẻ này ăn được hết mà. Ở trong kia chỗ nhà ông cậu mình rồng ác nhỉ Hùng nhỉ. Trong rồng đây cái cội đảo đất này. Bọn đấy, công nhận là chưa chưa? Cả nhà. Cải tạo từ rừng về đấy. Công phu nhỉ, thích cái gì. Đây là cái đợt trước cả nhà cái cây chú Hùng chú vào tận trong rừng chú đánh về to tướng. Giờ quả nó chín dậy rồi chuột ăn nhỉ. Đấy, cái cà gai này, cà gai này nó chưa có quả nhỉ, có quả nó rứt cà gai xào nó rau dớn nó hợp lắm. Đây, cả nhà, chưa. À, đã chia sẻ dở với cả nhà nhé, là vừa hai anh em mình ra qua chợ là làm ít thịt nghé rồi. Đấy, rau dớn đi hái về rồi, bây giờ quay lên đây để xào một lại rứt cái nạc tiên này nữa. Đây, cả nhà, hái nhiều nhiều mà xào cái này nó ngon đấy không ạ? Tí cả gà ở đây đấy. Đây, xào thịt nghé, mới lại rau dớn, thì săn mãi mới được đấy cả nhà. Có cho cái lá cải này vào nữa là gà không không? Cho hổ lốn nó vào nhỉ? Đây này. Ừ, hợp với thịt nghé nhất đấy. Đây, có cái gì là cấu luôn. Rất nhiều nha, cấu. Nhà rất non, đấy. Non búng à. Cấu này nó càng cấu nó càng ra nụ. Hùng. Nó như thế. Cũng như dưa ấy nhà. Dưa giá này không bao giờ phun. Thế mà tại sao cái phun đấy người ta cứ mang đi mà toàn đại gia ăn nhỉ, nó chẳng sao. Thế mà tài. Hoàng Tuấn Hùng đã phâu lâu biển. Vừa thấy tờ báo. Thành tiếng. Hoàng Tuấn Hùng. Ngon chứ cả nhà ơi. Thấy chưa? Đấy, cây nhà lá trên trần bếp. Kể cả gai này mà có quả nó làm vài chùm này thì xào đất nữa thì ngon lắm cả nhà. Đây đấy. Đang ra nhỉ? Ừ, đang ra nhưng mà nó non. Có làm xào với lại rau dớn, cả gai rau dớn thì đúng là tuyệt vời luôn. Nó hợp. Chó hay con tỉnh tặng này nó vẫn chó, con bông nó trèo lên suốt này. Anh hai cây chanh của mình hai hôm nay chưa tưới cả nhà. Tại phơi lúa là không tưới được. Chanh đẹp chứ cả nhà. Đang cái bông lên đi. Trong quảng nụ lên đây nó đái nên trần này đái. Có quả cà gai nào không? Quả gai nó nhỏ lắm, được vài chùm nữa tốt nhỉ, đúng nhất của đất, không thiếu cái gì. Còn đây là cây gì nhỉ, nha đam à lô hội, cây này chữa đúng là gì nhỉ, cây đợt vừa rồi tao bị đấy, giống ấy, toàn để giống ấy, cả chú bi giống nó cứ đút vào mồm ăn, giống này, giống vào mồm lên răng, à thì cho cái lá này xem nào Hùng ơi, đây cây mì chính này, đấy bây giờ xem nào, ăn luôn nhá. Ăn luôn này lần đầu tiên này, đấy cây này ở trên mạng đang xuất xịt cây mì chính này cả nhà, xào ngọt lắm, dúng nấu ăn giòn lắm này nghe quảng cáo, không biết như thế nào, xuất xịt, giống này vào mồm, ủa tôi để giống ăn hết đấy, nhục đấy, chuột nó toàn làm giống chưa, chuột làm giống chưa. Bây giờ anh em mình xuống bắt tay vào chế biến nhé cả nhà nhé. Làm đĩa thịt nghé xào với lại rau dớn. Còn đây là em cô gái mình treo ngay đầu đường đi nối lại. Hôm nay có một con ở nhà nào nó sống nó bay đến đây nhá. Ừ, không biết con của nhà nào nó sống. Tao đi về tao thấy nó bay từ đây ra. Kiểu nó thấy bọn này nó gáy không bao giờ nó đến. Không, nó nhà nào sống nha cũng đuôi cụt. Đây là cả nhà, thịt nghé này, làm gần 200 nghìn chỗ này. Thích ăn gì đấy bảo nó thái luôn, nó ở chợ ở đây mình bảo nó thái luôn đấy cả nhà. Còn đây là rau dớn cả nhà ơi. Đây, anh em mình đi cấu được cái này rau dớn này. Đấy. Đấy. Non chưa, cứ thế này đây này. Đấy. Rau dớn cái này mà
thiếu hoa đu đủ được nữa thôi, xuống nhà bùi tôn đầy nhưng lười lắm, thôi không đi nữa, bỏ qua khoản đấy, bỏ qua khoản hoa đu đủ được nữa. À quên, trước kia có cái rau tàu bay, ta nên giữ nắm nữa nhỉ, quên đấy. Cấu cái đấy về cứ thế này rồi, nhưng bên lại nhặt qua nữa rồi đấy. Đấy, ta lên kia ta lên làm mấy cái tàu bay nữa đúng không? Đấy, ta trồng ở trên hai cái gốc cây đấy, quên. Đấy, lại gương quạt thân quen, toàn gương quạt dày. Thế phần này là vợ đuổi đi nhá. À, đâu bây giờ để yêu thương. Đây là mỡ lợn. Đổ tỏi, trâu tỏi bò gừng, các cụ bảo rồi, cứ thế mà làm. Tinh vào. Đây, chia sẻ cả nhà, có ba anh em ngồi nhậu. Đấy, cho tất vào. Bớt nào ít rồi để cho thơm. Anh đứng ở đầu ấy, đôi khi còn mẹ hoàng. Ho. Ho sặc. Ta biết rồi, phút xe 1. Đợi tí nữa. Này mà có cái hoa đu đủ nữa tốt nhỉ. Hoa đu đủ được rau tẩm bóp. Cho rau lạc tiên vào. Lạc tiên rau mì chính. Rau lạc tiên là trong mì chính, rau cải. Còn cải lắm tao bay đấy. Cấu hết vào. Xào này nó ăn nó hợp cả nhà. Là mình vào giải chiếu nhá. Nghĩ chuột đâu. Nghĩ chuột, chuột chuột về mấy tháng nữa, có vụ này nữa mới đến mùa chuột được. Quá nhiều luôn. Còn cái tỏi kia thì tỏi lốt. Nó ta vào giải chiếu nhá. Đấy cả nhà. Nói ra nó phải rớt hết cả mặt mũi. Cứ thế say. Cứ thế xoay tự nó xay ấy. Thế. Đấy. Còn nó xay tay đấy. Ông định xoáy ra. Đấy. Khổ lắm người cả nhà. Xay à, tiêu cũng không biết xay. Đúng rồi, như Hạ đó mà. Thôi chúng mày cứ trốn vào rừng mà ở đi. Cho mấy thằng nhục. Ôi mời cả nhà đây. Ôi rồi. Chưa rượu đó này. Nào mời cả nhà đây nha. Đúng bài thủ tục đấy. Nó lắm chơi rồi. Hết đi. Mời các em ơi. Bụng mạnh này. Ấy. Bụng mạnh này. Dạ, sao rồi cô nhận? Em ơi. Gì ấy? Đây cả nhà này. Alo. Ông rau Tramina ở đâu nhỉ? Rượu thịt trâu ở dưới trong anh biển. À thằng nào gần vào uống rượu thịt trâu sao rau thập cẩm này. Ui, biển rồi. Nào biển ngồi suốt chứ còn không hỏi biển nào. Biển chó. Chứ còn dám hỏi. Cả cái tỉnh này, cả tỉnh này cũng có biển này còn biển nào nữa. Không biết là biển Loan hay không, chỉ biết cái tên là biển thôi. Ngon thật, ngọt thật. Ừ. Ngọt thế. Ngọt lắm. Cái tên là biển thôi, không biết biển gì. Cho nên ăn nó ngọt thật. Tên nào vậy? Mẹ. Ủa lại trồng hai thằng này. Hai thằng này nó mới ở trong hang núi ra cả nhà, cho nên các vị cả nhà tôi cảm trông nó đần lắm. Mới ở, hôm nào chúng ta đi giúp vào hang cho ta đi cùng. Thế là thế không bảo lúc đấy để quay video để cắt cho quả đồng vẹo với úp xoong. Nè luôn đấy. Nhớ xù vẫn còn đi cầm điện thoại quay ngang đấy, chơi game thì dạy làm sao được con. Sắp làm bố chồng bố vợ hết rồi. Hôm mà con nói không đại học là thế là cũng lại có cháu nội cháu ngoại hết rồi nhỉ. Ở cái tuổi con cái đi học hành. Con cái quê... lớn như Hùng phải có bằng đứa nhà biển chứ nhỉ? Bằng hay ít tuổi hơn. Nó đi học. Nhiều quê là lấy chồng nâu, có con nâu. Hùng ăn rồi ở nhà bế cháu mất đi đánh bạc, nhục lắm. Quấy, ui dồi, này thì ăn hết mẹ miếng thịt trâu. Những cái dòng được. Dòng chính đây vậy? Đâu, cái dòng cái, người ta ngọn rồi, còn ngọn nữa đâu đấy. Bọn em đã phải tỉa ra rồi đấy. Ừ, thế này. Còn đấy đấy, đấy. Mình gọi là rau của nó gọi là Chapina, nhưng mà về mình gọi rau thì chính. Nhập ra nàn rồi. Thế mà bọn shipper nó ship nó người mình nhiều người ngu thật vẫn lấy cái cây mà nó nửa một cái cây củ sắn mình muối dưa đấy. Thế mà đấy về bóc là về về rồng mà ngu thế. Nhưng mà kể cả cái cây cà phao. Cái này sao anh có để hoa được không?
Không, cái này cứ cao đâu, biển ăn đấy nó cứ tu 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 mà. Thế trồng nó trồng bằng kiểu gì? Ủa, cắm cảnh cái này vù vù à, thật qua mình không có đất thì tập trọng. Bây giờ kể cả cái cây cà pháo ăn ngon, xào. Xào ăn hết, cây cà pháo này. Xong rồi dân mình cứ quen mồm gọi là cây gì. Nó đúng là cây cà pháo này. Nói là cây cà pháo ấy. Cây đấy ăn ngon mà. Cái đó mà ăn nấu nhất, cái đấy ăn cái rau đấy cũng sướng. Ăn quen thì ngon. Quen nó đắng, quen nó đắng. Không không đắng, loại đấy thì không bây đắng giờ, một tí nào bây luôn. Bây giờ ăn nấu phải ăn rau thập cẩm mới ngon. Rồi cũng như rau thập cẩm ngon. Lạ. Nấu giống như cái giống rau đây à, nó lạ miệng, ăn có thể sướng nhỉ, có nhiều rau thì tốt này. Nạc tiên nữa, giống nạc tiên. Trưa nay vợ nó mua ít cái bạc nhạc bò về. Mở ra lôi cho xem nào. Ừ, sướng đời. Ăn nó nâu đúng rồi, ăn không ăn ngon nhỉ. Rau ngon. Cả nhà. Này dòng nạc tiền rau dớn ăn xảo đúng tầm ngọt thật. Trời ơi anh bây giờ nó năm mấy tuổi rồi còn ai chơi game nữa. Độc. Ừ bữa cái mới rau tàu bay thơm được. Anh có thời gian làm chơi game em. Không biết là không biết. Em kiểm tra thông tin như nào mà tự nhiên bảo đi anh có nhu cầu chơi game làm gì mà đi tải bảo nhu cầu chơi game. Con hai nó biết chơi game ấy. Trời không người nó biết cái đầu máy kia nó biết hết. Mấy tuổi rồi ai bây giờ chơi game nữa. Mày cần xài phút vào. Thôi, ok. Đây, đây, mời cả nhà. Mời tất cả nhá. Tỉnh đấy, em nói là cứ cứ chịu khó dỗi dãi là anh cứ gom các cái đồ này. Cần mổ từ châu hay là xong. Người hôm nay nếu mà xuống nhà một tô nữa lấy nó đủ mà lại cầm bóp nữa. Đấy, về quán xào nó bắc biển bắc rất ưng ý mình xào nó. Ăn ngọt tới đầm ngon. Bông ra đi. Còn chưa nằm đấy. Nằm xuống. Như thế gọi là xong kiếm hợp ấy. Nằm xuống. Nó định nhanh ra, nó xong là nó xin. Cái rau dớn lần này anh tỉa. Đấy, xin thấy là cũng ngon rồi. Rau lâu mới được bữa, mới được nhưng. À, rau dớn rồi. Mọi khi mẹ, mọi người người ta tranh, người ta hái nó rồi. Ăn quen thì nó nhờ nhờ đắng là ngon. Người ăn được, người không ăn được. Không, rau dớn rất giòn. Rau nó giòn là rau dớn. Nó rau cải nó nhờ nhờ đắng. Rau cải là cả mèo, cái đắng. Cái đắng đấy. Cái cả mèo nó rộng, nó không rộng, thì nước rộng nó sâu. Cái này mà gặp chuột xào. Con kia ăn miếng gì đấy? Ra bảo bố điện cho bố. Không hợp xin. Ổn thức. Cái gãi tay cho 3-4 lần rồi. Nằm đây cho. Cô lắm. Nó cũng nô rồi. Xin. Khí ở đâu cũng điện. Nhu cầu chơi game của bọn em muốn trả cho bọn đi. Nó thấy tải về cái gì mà nó cứ cập nhật đấy. Phải đâu. Nó lắm thông tin những người nào hay sử dụng điện thoại. Nó sẽ gọi. Hoặc là có thành và tham gia một cái chơi game mà trên cái gọi là. Cứ trên cái cổng game mà chết. Trên cái cổng game của nó là nó có tải trong một cái gọi là Vina game ấy. Nó có tầm khoảng mấy trăm bộ game ấy. Mà mình có tải một bộ là nó sẽ tìm hiểu mình. Tao đây tự nhiên có thằng nó gửi về. Chân đi không? Cộng đồng game, tự nhiên nó tải cái về. Trong điện thoại nó mời ngồi như ta qua tao chơi có đâu, nó như thế. Vô tình bấm vào là nó bị nó cho bắt quái, nó cho nó dùng. Ừ. Mày bảo là miếu bạn anh, miếu cậu hay miếu cô chú à? Chú với cậu thì khó này này. Nếu mà chặt chạy ấy. Đặt vào lưng mạng vừa lồng xong ấy, buổi tối thì phải được khoảng đôi cân. Đợt nó bằng bữa. Ừ. Bữa xong cái này anh đặt một phát. Đúng rồi. Đêm gọi là cứ tầm khoảng 3-4 giờ sáng ra đổ nó không được đôi cân chạch không vào cấy mà không lấy nữa tầm này đang lồng đặt chạch được nhá. Ừ. Ý hùng nói là người ta cái mùi là thuốc men thuốc men người ta đang nó bẫy vào cái tầm đấy là bánh nó lồng á tối ra ngay là nó đấy, nó sụp lên chuẩn đấy nó là chuẩn đây nói mà không phải cái máy thì nói như này chơi như nào chưa giả sư Hải Dương ấy nếu mà anh như mấy bố đây chưa được ăn chả dư, anh Việt được ăn chả dư. Chưa, đang ăn đâu. Hàng đất đỏ, hàng biết ăn thế nào. Tháng mấy à? Tháng mấy à? Tháng 7 à? Bây giờ chắc nó tầm độ chắc độ 800 nghìn cân như đâu. Không đắt mấy. 800 nghìn. Chết, nhưng ở mình cũng có. Làm gì có, anh đặt hàng này thôi. Nó cùng ở. Nhưng mà kiếm vào mùa dưới nha. Mùa nào cũng có. Nhưng mà ở đây này nó không có bán. Nó có mùa. À cái này có mùa này, mùa dươi. Riêng con dươi thì nó chỉ được có khoảng nó gói gọn trong khoảng độ 2-3 tháng thôi. Tháng 7 à? Không biết tháng mấy không biết
Như nó đông lạnh bây giờ cũng có. Nhưng nguồn gốc ở đâu? Thái Bình à? Hải Dương. Thế Hải Dương là nhiều nhất. Hải Dương là nhiều nhất, Thái Bình cũng có, Quảng Ninh có. Cái vùng Quảng Nam còn có là sao đấy? Nó nước đạo có, có nước là Nam. Nam nào? Khu vực miền Bắc mình trả dư nó là nổi tiếng nhất của cái khu vực gọi là cái tỉnh miền của cái Việt Nam rồi. Với cái giá đấy em làm cho thằng cái thằng ngay vòng xoay của cái chỗ cái bảng cái thằng tên quyền phải ăn được cơm chuyển rượu mà thường nhà cái giá của thằng Mỹ Hường mẹ nào mấy chục cái giá cho nói mà cứ nói gạch anh cứ bảo gạch thì nó chỉ cần nói là anh cứ giới thiệu cái giá mẫu mét hai một mét 80 nói thế thôi mai có giá ngay. Nhưng bây giờ mà nó nghĩa là cứ càng ngày nó càng có mẫu nó to hơn. Đã bảo đến 2 mét còn được không mà. Cứ là bây giờ bình thường nó là cứ gọi là 80 mét 2 là trong khoảng đấy là ok rồi. Nào. Ơi đen. Gấu con gà. Ai của mày đây cũng lôn người lên. Tội nó quá. Đừng có. Thôi nhá. Cái đó thằng Hải tự nhiên là này phát minh ra câu đấy nhỉ, thằng Hải giỏi thật đấy. Nó cầu đấy là nó chạy vào chuồng bố rồi. Đấy. Hà cái đấy con chó khôn còn được. Nhưng mà nói một câu vô tư này của anh em. Mình em thì em rất thích chuột chơi với anh em để một cái anh em ý nghĩa tình cảm. Nhưng mà vẫn là phải trách những việc của mình. Quay video á, tăng quay. Không, giáo nó là cái không. Công việc này. Công việc không bao giờ ông ấy. Mời em một câu nào. Mời em gì? Nhưng mà đó là anh em. Đúng rồi, đúng rồi. Mời nhiều lúc mai mốt ông đã uống rượu được. Không phải, nó khó. Bây giờ như này, em cũng rất muốn lên. Nhưng ông Việt ông không bảo thì ai dám lên. Không biết là mở rộng hay không. Không khó đâu. Rõ ràng ông còn gặp mình ngồi đánh ba cây đấy. Nhưng ông không nói một câu nào. Cái mày còn đéo dám điền cố luôn. Nếu mà chuẩn nhá ông nói rồi. Mai lên anh uống rượu nhớ tầm. Đéo cần nói câu gì nào. Đến khi nó luôn. Ông đéo nói cơ. Nó là em mượn thằng mày. Mà không phải nói không có vấn đề mượn, nhưng em với ông Việt là chơi cũng là anh em là gọi là còn cất cái đít. Không để ý là ông Điêu nói cơ. Mình quá nghe băng rồi, các bố bảo chuyên bản. Các bố bảo nên đạn hết rồi, chỉ cái gì không người ta chẳng nghĩ gì đâu. Rồi, anh. Bây giờ các bố nói chuyện mà thì chờ ra lệnh là bắn. Anh cũng là hôm đánh vào cây đấy. Bây giờ đi đâu các bố mà, em nhớ. Ông ấy nhìn những người, ông cũng ra, ông xem. Ông xem mà như kiểu không nên anh cũng nói một câu như thế thôi thì mẹ mình có lỡ lòng nào mình cũng lên. Nhưng mà ông đéo nói cái gì thì nghe mình bảo thôi cứ từ từ mà mày mò lên nó khó. Thế mình bảo hay là ông không mở rộng hay là ông không mời hay ông chỉ là nuôi nằm được mấy mâm ở nhà thì khó mình đéo biết đâu. Hay là quên. Vâng, nó đáng là ý thôi. Cả ông mày nó bao cái việc khác cũng đổi đầu mày. Có bao nhìn thấy cơ. Bảo ông quên đâu không ngờ không nhìn thấy ông quên được ông nhìn thấy đủ lù. Cái mặt ngồi như này còn đéo nó bảo này. Nó dở. Mà mình ngại. Tao cái hôm còn phải nhắc nữa vào trong Hòa Bình đi. Tao mà mình nhắc mẹ mình quá. Cái gì vậy nè? Mình bảo ông này ông đéo bảo mình không đéo vào đây còn nhìn thấy mặt đấy chứ. Ông còn chả bảo mai lên này uống rượu nhớ thì cũng xong. Trăm công nhìn Việt này không biết gì mà. Trăm cái cất thì từ hôm đấy. Không nhớ được luôn. Cái ông đéo bảo mình bảo hay là ông không mở rộng nào với mấy mâm gia đình. Mình cũng ngại. Không biết đâu. Mỗi người kiểu khó. Mà trong đó là ông vẫn ra nhà còn cô đây. Đấy, cả nhà đây hôm nay là chia sẻ lại làm cái mớ thịt nghé xào với rau dớn với là rau đặc biệt của mình nhá. Mình cái video nó có thể được cái chào các em ơi. Anh em xin đấu đốt, chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nhá.